tới tất cả quý khách hàng yêu audio trên toàn quốc. Rất vui được gặp lại các bác trong những video clip liên tục được test những thiết bị combo karaoke cho các bác khách hàng đang có mặt thẩm âm tại cửa hàng. Và trước mắt quý khách hàng đây, em đang test một combo cấu hình karaoke với dòng loa B3G212. Và rất là hân hạnh lúc này chú em đang được đón một đoàn khách, đó là bác Tiến đến từ Thường Tín, Hà Nội. Buổi sáng ngày hôm nay khi bác điện cho em tư vấn cho anh một cấu hình 25 triệu, em đã lên cho bác một cấu hình là 25 triệu. Và sau khi bác về cửa hàng thẩm âm thì quả thật cũng là những cái lời nói mà các bác thường nói rằng về với cửa hàng âm thanh A Luân, mua 25 triệu là có khi phải lên đến 30-35 triệu. Và đây là một cấu hình ban đầu bác Tiến dự tính là 25 triệu thì bây giờ lên là 31 triệu. Và với cấu hình này các bác cùng tham khảo nhé. Một đôi loa B3 hàng bãi G212, đôi loa một bát 30 gân vàng, một tép kèn. Bộ cấu hình em đang ghép một chiếc đẩy PSTD 1100, chiếc đẩy này có công suất là 1100W ạ. Một chiếc vang Gutin KM320 không thể thiếu trong những bộ dàn karaoke gia đình. Một chiếc lưng tiếng PS và một bộ mic PS VK6. Ngoài ra thì trong bộ dàn này còn có sử dụng thêm, đó là một chiếc súp điện HZ Bass 40 nữa các bác nhé. Thì vừa rồi là một cái bài test nhạc cũng rất là nhẹ nhàng để các bác thẩm âm qua cái chất âm mà chúng em thu âm bằng những chiếc điện thoại cầm tay của mình, để các bác cảm nhận được cái chân thật cũng như là cái bài test về những dòng sản phẩm này của bên cửa hàng chúng em. Một lần nữa là cũng cảm ơn bác Tiến, cảm ơn tất cả các anh em đi trong đoàn đã đi từ Thường Tín về Hà Nội ủng hộ bên cửa hàng âm thanh A Luân. Một combo karaoke trị giá 31 triệu đồng. Anh trai đang ngồi kia, anh trai đã thẩm âm từ cấu hình 24, 26 đến 31 triệu là anh phải gật đầu lên cấu hình này. Anh là người rất là biết hát, hát rất là hay và thẩm âm rất là chuẩn trong cái cấu hình âm thanh của mình, để nhận xét rằng khi loa full mình nên có một quả súp, dù to dù nhỏ, dù đắt hay dù rẻ, nhưng cái tiếng súp của mình nó vào cái loa full tiếng nó sẽ ấm hơn, nó đằm thắm hơn và nghe nó vào tai mình hơn ạ. Thì đây là một cấu hình các bác cùng nhìn lại nhé, đầy đủ các thiết bị. Tí nữa em sẽ thắt nút hết, chúng em đang đấu dây rác rồi, tí nữa em thắt nút hết, các bác về nhà các bác chỉ việc cắm tín hiệu vào thôi ạ. Và đây là địa chỉ cũng là số điện thoại của bên cửa hàng âm thanh A Luân. Các bác có nhu cầu hoặc cần tham khảo các thiết bị combo karaoke, các bác vui lòng gọi điện tới cho chúng em hoặc qua các trang fanpage, Zalo hoặc Facebook để chúng em hỗ trợ tư vấn cho các bác nhé. Những chiếc đẩy PS công suất rất là khỏe, con này đặt là 1100W nha các bác nhé. Trong cái bộ dàn này, sau này bác Tiến có muốn chơi thêm một đôi loa nữa vẫn cứ là ok ạ, thoải mái luôn ạ. Chiếc súp điện HZ rất là đẹp. Rồi các bác nghe lại một tí xíu nữa nhé. Đã luôn đồng hành cũng như luôn theo dõi các video clip của cửa hàng âm thanh A Luân. Và cảm ơn bác Tiến, một lần nữa cảm ơn bác Tiến, cảm ơn tất cả anh em. Chú khách hàng ở ngoài cửa, chú đã từng mua đẩy Ali, mua vang Putin, em gửi qua bưu điện cho các bác rồi. Hôm nay các bác có điều kiện thời gian về với cửa hàng chúng em thực tế thẩm âm, thực tế xem trực tiếp các sản phẩm của mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé. Cận kề những ngày Tết cuối năm rồi, các bác nào có nhu cầu cần tham khảo các thiết bị cũng như cần nên những cấu hình combo karaoke, các bác vui lòng gọi điện đến cho chúng em trên các số điện thoại trên tấm biển trên. Và các bác có điều kiện thời gian, kính mời các bác về trực tiếp với cửa hàng chúng em có địa chỉ tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chúng em sẽ đấu lối cho các bác được trực tiếp nhìn những sản phẩm cũng như thẩm âm trực tiếp các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.